người, chào mừng mọi người tới với cửa hàng xe máy An Thành Phát. Ngày hôm nay thì em Châu sẽ giới thiệu cho mọi người hai em xe F155. Nói giới thiệu thì chắc nếu mà anh em nào yêu thích cái nhà Yamaha thì các bạn cũng quen thuộc và tìm hiểu với hai cái dòng xe này rồi. Và quan trọng nhất và quan tâm nhất trong cái video ngày hôm nay là em Châu chỉ cập nhật giá bán này, thủ tục trả góp cũng như là phần quà ưu đãi trong cửa hàng ở đầu tháng 5 này nhá. Hiện tại thì dòng F155 bên cửa hàng em Trôm đang bán với mức giá chỉ từ 45 triệu đồng thôi. Nếu mà các bạn mua góp chỉ cần đưa trước thì em Trôm là từ 3-4 triệu thôi nha. Hồ sơ thủ tục trả góp cũng chỉ cần căn cước công dân và chứng minh nhân dân là được rồi nhá. Rồi bên cửa hàng em Trôm có màu zin đầy đủ luôn và có màu sơn đầy đủ luôn. Nếu các bạn thích những cái sự vượt mà này hoặc là mạnh mẽ thì các bạn có thể chọn những cái màu sơn zin. Còn nếu mà các bạn thích những cái màu cá tính nổi bật thì các bạn có thể lên những cái màu sơn ban đêm bên cửa hàng em Trôm có nhá. Rồi hiện tại thì em Trôm sẽ mang tới cho mọi người màu xanh GB, một cái màu của nhà Yamaha khá chi là quen thuộc nhá. F155 thì có phần đầu khá chi là rộng và nó mềm mại nhá. Đây đèn led ở dưới này, mâm cũng được sơn màu xanh nữa nha. Xanh này gọi là xanh xám nhá mọi người. Dàn nhựa bên trong của nó sẽ là màu xám nhá. Cái logo chi tiết của nhà Yamaha. Cái phiên bản này sử dụng hệ thống VVA nha. Van biến thiên. Rồi, trả trước 3 triệu thôi là mọi người có thể nhận xe rồi. Còn bên này là một mẫu mới 2023 màu cam nhá. Các bạn thích sự nổi bật cá tính thì các bạn có thể chọn màu này. Đi ra đường thì cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chói luôn nha. Mâm của nó thì màu đen, trông nó sẽ ngầu nhá. Trông sẽ ngầu hơn này. Đây, chi tiết đường nét của em xe này, tem này, cắt xẻ này. Đây, chữ này giống như kiểu chữ tô viền trắng các bạn. Khóa thông minh smart key luôn nha. Các bạn mua xe bên cửa hàng em Trôm trong đầu tháng 5 này sẽ được giảm giá 1 triệu khi các bạn liên hệ trước với em Trôm. Và đặc biệt là có thu xe cũ đổi xe mới. Ở khu vực các bạn không có màu này, bên cửa hàng em Trôm có hỗ trợ ship xe cho mọi người luôn nhá. Ship nếu các bạn mua tiền mặt, còn các bạn mua góp thì lên tận cửa hàng của em Trôm để làm hồ sơ trước nhá. Làm hồ sơ đậu, nếu mà các bạn muốn ship thì em Trôm sẽ ship về cho các bạn nhá. Rồi có thắc mắc gì thì các bạn liên hệ qua số điện thoại của em Trôm là 0325 333 789, có sử dụng Zalo luôn nhá. Hoặc là tới địa chỉ cửa hàng của em Trôm nằm trên đường quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Có thắc mắc hay là cần ra những cái video so sánh hoặc là cần tham khảo cái dòng xe nào thì các bạn để lại comment ở bình luận phía dưới nhé. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.